Chào mừng tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay em lên sóng với tất cả mọi người. Các bác có thể thấy ở đây tận bao nhiêu 10.000 mét lưới rẽ run ra lò, số lượng quá là khủng luôn để bán buôn bán lẻ trong mùa vụ tháng 3 này. Thì đối với dòng sản phẩm lưới rẽ run của năm nay thì có một cái mẫu sản phẩm rất là mới và đưa tới tay anh em, đó chính là cái dòng sản phẩm gì ạ? Không phai màu, đánh cho đến lúc rách thì thôi. Đó, cho nên là sẽ tiết kiệm cái thời gian và kinh tế cho tất cả quý khách hàng rất là nhiều. Tại vì các bác, chúng ta đánh hỏng thì vứt đi, chứ nếu mà để phải nhuộm lại thì không bao giờ phải nhuộm lại các bác nhá. Các bác lưu ý, đây là một cái điểm ưu điểm rất là lớn của dòng sản phẩm lưới của năm nay. Đó, đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay 10.000 mét lưới không phải là số lượng ít các bác, nhiều như thế này. Đấy, ngang ngực của em Quỳnh như này các bác, từ dưới đất lên một đống lưới to xù như này các bác, để bán lẻ bán buôn tới toàn anh em trên toàn đất nước Việt Nam với giá cực kỳ là ưu đãi. Tí nữa Quỳnh Phạm sẽ báo giá dùng thử cho tất cả quý khách hàng một tay 50m có giá là bao nhiêu nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng em đi chi tiết về mẫu lưới ngày hôm nay. Đây các bác có thể thấy ở đây, tất cả dòng sản phẩm này bên em đã chia túi chia cọc cho anh em rồi, và lưới của nó các bác nhìn kỹ cho em này. Hàng lưới này là lưới hấp nguyên bản các bác nhá. Khi căng lên nó sẽ có một cái màu đen đen, kiểu đen ánh dương các bác, chứ nó không phải đen kít kịt như mình nhuộm đâu. Đấy, cái dòng sản phẩm mình nhuộm thì bao giờ gì ạ? Cái tỷ lệ phai của nó vẫn có. Còn khi cái dòng sản phẩm này các bác nhìn kỹ cho em, cái hàng này của nó khi các bác nhận về tay cho em, bên em bao kiểm bao test cho anh em luôn. Hàng này em bao các bác luôn, đánh rẽ run này, đánh ngát hoa, đánh cỏ này, bao phê luôn cho mọi người luôn nha. Và cái dòng sản phẩm này bên em này, các bác có thể tận dụng đánh nữa gì ạ? Đánh te vàng các bác lưu ý nha, một cái loại mà đạt hiệu quả kinh tế rất là cao. Đó, để cho cùng chúng ta 5 đồng. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Lưới này là lưới mắt 8 phân, chiều cao của nó là cao 75, cao 6 mét cho em. Đó, cao 6 mét là quy cách đóng gói bên em là có loại 4 diềm 3 túi như cái lưới ở đây. Sở hữu về tay với giá là bao nhiêu? 199.000 một tay, các bác nghe rõ nhé. Sở hữu về tay giá dùng thử một tay là 199.000 50m. Các bác lấy từ 2 tay trở lên Quỳnh Phạm bao ship toàn đất nước Việt Nam cho em 63 tỉnh thành, các bác chỉ việc nhận hàng và trả cho em 400.000 thôi ạ. Đấy, các bác nghe rõ nhá, 199.000 một tay 50m, giá dùng thử giá quá là hời luôn cái mẫu lưới mới của năm nay. Và các bác nghe rõ, 10.000 mét lưới các bác thoải mái mua hàng cho em. Với gì ạ? Giường thì toàn bộ giường cực đúc rồi, bao trơn chạy lưới luôn. Nếu không trơn chạy quay đây em giả lại tiền luôn, ok chưa? Quỳnh Phạm lấy toàn bộ uy tín của em nói chuyện với mọi người luôn nha các bác nhá. Tất cả giường của nó giường cước đúc như này, cước đúc em nói luôn nha, cước đúc có rất là nhiều loại. Hàng bên em 100% cước đúc trúc giàng cho em, các nghe rõ nhá. Một cái loại cước đúc mà làm sao ạ? Giảm tối đa tỷ lệ giãn giường này, đứt giường này, và trong quá trình chúng ta căng ấy, đó, độ cứng cũng giảm tối đa cho mọi người luôn. Đây là một cái dòng sản phẩm cước đúc trúc giàng mà làm giường lưới cao cấp nhất ở trên thị trường. Và giá của nó cũng sẽ nhỉnh hơn tất cả các loại giường khác, em nói luôn nha. Và các bác ạ, em sử dụng để làm lưới cho mọi người luôn. Đây, toàn bộ giường đã được nhuộm đen như này rồi, các bác thấy không ạ? Và toàn bộ làm sao ạ? Bên em đã chia túi chia cọc cho anh em rồi. Nếu 50m bên em sẽ chia cho bác là 3 cọc. Nếu bác nào chúng ta không muốn chia cọc thì chúng ta cứ nói với em. Và tất cả hàng này bên em đã thắt chống gió một đầu. Một đầu trên là bên em đã thắt chống xô cho mọi người rồi. Còn cái giường dưới lưới rẽ run không ai thắt chống gió hai đầu. Nếu các bác có nhu cầu muốn thắt hai đầu thì khi bác chúng ta đặt hàng cứ trao đổi lại quan điểm với em là: em ơi, bình thường em thắt một đầu nhưng anh muốn thắt hai đầu thì em có làm không? Thì các bác cứ nói, Quỳnh Phạm sẵn sàng để làm cho mọi người luôn, ok chưa? Và Quỳnh Phạm làm hộ luôn nhá. Em làm hộ luôn, em không lấy công của mọi người thêm đâu nha. Cho nên là đấy là cái nhu cầu của bác muốn tăng thêm thì em sẽ phục vụ các bác, gọi là làm hộ các bác thôi, chứ em không có tính thêm phí. Và giá dùng thử một tay chỉ có giá là nhiều 199.000, các bác nghe rõ. Lấy từ hai tay trở lên em miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn, em nói luôn nha. Tất cả giá cả báo giá công khai luôn. Lưới này Quỳnh Phạm nói luôn, bảo hành cho anh em nhỉ, không phai màu cho đến lúc vứt đi luôn, ok chưa? Nếu bác nào mà chẳng may bị nhầm vào tay lưới của những cái lô hàng năm ngoái mà nó còn sót kho, nó chẳng may nó bị bay màu, cứ điện lại cho em qua hai số điện thoại cùng gặp cài bên dưới bài viết này, em giải quyết tất cả mọi khiếu nại của anh em, chứ không phải bán hàng xong phủi tay đâu các bác nhé. Riêng em bán hàng luôn, bảo hành chế độ hậu mãi luôn các bác nhé. Các bác nghe rõ cho em, hàng cực kỳ là ok luôn, chia túi chia cặp mà em căng lưới lại một lần nữa này, em banh lưới lại một lần nữa các bác xem này, mắt 8 phân cho em, cực kỳ ok, sợi 15 bao bén cho anh em luôn đấy, các bác thấy không ạ? Mắt này mắt 8 phân nha, anh em chơi rẽ run phải chơi mắt 8 cho em mới là chuẩn, ok chưa các bác? Lưới cực kỳ là đẹp luôn, cho chúng ta xem luôn. Sợi 15 rất là bén luôn, và đánh độ tàng hình cực kỳ là cao, mà lại còn màu không bao giờ phải nhuộm lại đâu. Cứ đánh thôi, cứ căng nôi dầm xương dãi nắng kệ nó thôi. Đánh bao giờ rách thì vứt đi cho em, không bao giờ phải nhuộm lại luôn, ok chưa? Và giá cả đã báo giá rất là công khai rồi. Và ngày hôm nay số lượng ra lò rất là nhiều. Các bác ngoài cái dòng sản phẩm này, chúng ta có nhu cầu sử dụng cái dòng lưới chim đêm thì bên em rất là nhiều loại nữa. Lưới chim ngày, chim đêm đầy đủ từ A đến Z, từ loại thấp
cho đến loại cao. Đó, giá tiền của chúng ta tới đâu thì chúng ta mua hàng tới đó, có thể qua shop của em để chúng ta ủng hộ cho em nhé. Và loa đài âm ly săn bẫy đầy đủ phục vụ anh em từ A đến Z luôn. Các bác đang xem video đừng quên thao tác ấn đăng ký kênh ở góc bên này màn hình, chọn chiếc chuông, ấn vào tất cả theo dõi những video mà hàng ngày em đăng tải đến cho tất cả quý khách hàng nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em, chúc anh em chúng ta đam mê và thành công hơn nữa. Xin chào tất cả mọi người, hẹn các bác những buổi video sau.